Thưa quý vị, công trình đường ven sông Tuyên Sơn Tuy Loan đi qua địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang có chiều dài hơn 7 km được khởi công vào tháng 7 năm 2017 và đến nay thì vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ. Theo ban quản lý thì bên cạnh việc vướng công tác giải phóng mặt bằng thì vấn đề nguồn vật liệu đất đắp cho công trình vẫn đang nan giải. Ban quản lý các dự án công trình giao thông Đà Nẵng cho biết công trình đường ven sông Tuyên Sơn Tuy Loan đến nay đã có mặt bằng thi công, sắp đi vào hoàn thiện hơn 5 km đường và gần 2 km còn lại khi có mặt bằng thi công thì cần rất lớn lượng đất săn nền. Theo tính toán của ban quản lý dự án thì để săn lấp gần 2 km đường còn lại thì đơn vị thi công phải cần 200.000 mét khối đất. Thế nhưng hiện nay nguồn vật liệu đất đắp nền đường trên địa bàn thành phố rất ít. Qua kiểm tra rà soát hiện chỉ có mỏ đá Sơn Phước xã Hòa Ninh có đất để bán. Tuy nhiên khối lượng ít và có nhiều đơn vị đến mua nên không đáp ứng được nhu cầu đất đắp cho công trình đường ven sông Tuyên Sơn Túy Loan chúng tôi công ty công trình xây dựng công trình 545 đã triển khai những đoạn có mặt bằng và nguồn vật liệu mà để cung cấp đoạn đây là khoảng tầm thiếu khoảng tầm 200 ngàn khối đất và tất cả các mỏ trên địa bàn đà nẵng đang bị hụt nên là nhà thầu cũng mong ủy ban nhân thành phố cùng các sở ban ngành để tháo gỡ để cho nó đoạn được tiến độ có nguồn vật liệu để đưa vào công trình để giải quyết vấn đề này trong buổi kiểm tra thực tế gần đây chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp tìm nguồn cung ứng để đủ đất sang nền cho một trong những dự án động lực của thành phố đà nẵng trước mắt xem xét điều phối đất ở các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố có lượng đất thừa hỗ trợ cho công trình đường ven sông tuyên sơn túy loan để đảm bảo tiến độ đề ra